Các bài đọc lời Chúa. Ngày thứ ba sau Chúa Nhật, thứ 10 thường niên năm 2, năm Chẵn. Bài đọc 1. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất, Một Vua, chương 17, câu 7 tới câu 16. Trong những ngày ấy, dòng suối nơi Elia ẩn náu đã cạn, vì trong xứ không mưa. Bấy giờ Thiên Chúa phán cùng Elia rằng: Hãy trỗi dậy, đi Sarepta thuộc miền Sidon và ở lại đó. Ta đã truyền cho một quả phụ nuôi dưỡng ngươi. Ông liền lên đường đi Sarepta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống. Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh. Bà thưa: Có Chúa là Thiên Chúa hàng sống chính giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây, tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn rồi chết thôi. Elia trả lời bà rằng: Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi. Sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không phơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất. Bà đi làm theo lời ông Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh. Thánh Vịnh 4. Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Khi con cầu, nguyện Chúa nghe. Lạy Chúa, công bình của con. Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó. Nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu. Người quyền thế, các ông cứng lòng tới bao giờ nữa? Tại sao say đắm bá phù hoa và kiêm chuyện sai ngoa? Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Nên biết rằng Chúa biệt đãi thánh nhân Ngài. Chúa sẽ nghe tôi khi tôi cầu khẩn Chúa. Hãy run lên và thôi phạm tội. Hãy hồi tâm nghĩ lại trên giường nằm và hãy lặng thinh. Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Nhiều người nói, ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo? Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Chúa đã gieo vào lòng con niềm vui, vui hơn tụi kia khi chúng tràn đầy lúa rượu. Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Alleluia.
Alleluia, Alleluia. Gioan chương 8 câu 12. Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Marco chương 5 câu 13 tới câu 16. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.